Ở này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một cái tính năng mới mà chúng ta khi sử dụng DynamoDB Table có thể rất là hữu dụng. Đó là gọi là Time to Leap, là TTL á. Thì Time to Leap là gì? Ví dụ như trong DynamoDB Table chúng ta có rất nhiều item hay là record. Thì Time to Leap có nghĩa là chúng ta sẽ có thể cấu hình một cái attribute nào đó trong DynamoDB Table để chỉ định là cái thời gian đó thì cái record sẽ tự động bị xóa đi khỏi DynamoDB Table. Thì nếu mà các bạn thông thường các bạn viết ứng dụng á, các bạn muốn làm chuyện vậy thì các bạn sẽ phải có những cái cron job chạy thường xuyên, ví dụ như là every minute hay là every hour hay thậm chí every day hay every month gì đấy để các bạn scan này, các bạn xóa đi. Thì cái việc như vậy thì đâm ra là sẽ tốn về mặt application, các bạn phải làm rất nhiều thứ nữa. Thì Dynamo cung cấp cho các bạn tính năng TTL có thể tự động xóa một cái thời gian nào đó. Thì cái này rất là hay ha. Rồi chúng ta xem nó như nào. Thì bây giờ chúng ta giả sử cái trong cái phần student các bạn xem nha. Mình coi phần item ở đây là student này. Thoát này đi. Thì ở đây là giả sử nhá, Kevin đang có cái bảng này, Kevin dùng hoặc trong trường hợp này có những cái use case kiểu như này nè. Là các bạn có một cái bảng gọi là section là để lưu trữ là những khách nào được 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 vào hệ thống á, nhờ cái cookie section như nào lưu trữ ở đó. Thì giả sử 15 phút hay là 1 tiếng các bạn phải làm lại một lần. Thì trong cái bảng đấy thì chúng ta thiết lập cái trường là time time to leap là TTL thì có thể tự động xóa. Thì trong cái bảng này thì để tận dụng cái bảng này thôi thì Kevin nói là đây là bảng lưu trữ điểm số của sinh viên chẳng hạn. Thì cái điểm số này sẽ được lưu trữ trong vòng, giả sử nó là trong vòng 5 năm chẳng hạn. Thì nó sẽ có một trường time to leap như thế nào. Thì để cấu hình đó thì chúng ta quay lại cái table, chọn vào student. Trong phần cuối cùng là additional setting này. Chúng ta có một cái dòng là time to leap này, TTL này, hiện tại trạng thái đang là disable này. Chúng ta có thể enable lên. Giả sử mình phải chọn một cái thuộc tính ha, thuộc tính này giả sử là expire. Expire is on nhà là cái thời gian hết hạn. Giả sử ở đây mình sẽ chọn cái kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu epoch ha. Thì dữ liệu epoch như nào thì các bạn có thể tìm hiểu trong cái clip trước. Kevin đã giới thiệu epoch như thế nào rồi, nó khác với kiểu là ISO 8601 như nào ha. Thì có thể run review có thể xóa được cái record, hiện tại thì không có record nào nó vượt qua cái thời gian này ha. Nó tới cái thời gian là ngày 4 tháng 9. Hiện tại chiến lược của Kevin là ngày 3 tháng 9 ha. Giả sử giờ Kevin là enable cái TTL này. OK, enable expire hiện tại là đang item deleted trong 24 giờ thì là hiện tại không có cái nào ha. Giờ chúng ta quay lại cái item rồi, chúng ta sẽ thêm một số thứ vào đây. Bây giờ chúng ta giả sử sửa cái dòng Kevin mà cái class yes này đi. Giờ chúng ta thêm cái attribute. Lưu ý là TTL thì chúng ta phải kiểu dữ liệu là number ha. Expire is on. Bây giờ expire is on, bây giờ giả sử Kevin là chọn một cái thời gian nào đó đi. Bây giờ là chúng ta muốn là muốn tại vì tiền chiến lược kiểu epoch á, chúng ta phải có một cái gì đó công cụ để tính toán epoch. Thì bây giờ là cái Kevin chạy cái này nha để ra cái thời gian để các bạn biết. Time này sẽ là để chạy cái epoch này. Nhưng mà cái epoch này á là current. Bây giờ mình muốn là cái expiration nó chỉ diễn ra trong vòng 1 phút. Thì giả sử mình sẽ cộng với 1 phút nhân với 60 giây. Tại vì epoch là 60 giây mà. Ok. Rồi chúng ta sẽ bấm vào đây. Rồi, chúng ta sẽ paste cái này vào đây, rồi save change. Đó, bây giờ là expire time là chúng ta sẽ có 1 phút thôi. Thì khi cứ đến thời gian này á, là các bạn sẽ bị xóa cái record này. Thì quay lại bây giờ chúng ta hãy quay lại cái table của chúng ta lúc nãy. Chúng ta hãy chạy lại thử cái preview của nha. Here we go. Run review này. Expire is on này. À, chết, xin lỗi. Expire is on này. Run review này. Đó. Thì có một cái record này sẽ bị xóa. Thì cái record này sẽ bị xóa trong vòng 1 phút. Thì bây giờ chúng ta quay lại cái table, cái item của chúng ta coi. Đó. Thì các bạn thấy là cái này nó bị là có cái giờ này, các bạn thấy đó, nên là hiện tại giờ của Kevin, máy của Kevin là 3 3 3 9 14 giờ 48.
Thì lúc lúc tại thời điểm mà Kevin chạy cái này á, là khoảng đâu đó chưa tới 1 phút, thì khoảng 1 phút sau là cái này sẽ hiển thị trạng thái là làm bị xóa. Nhưng mà cái này có một cái lưu ý mà các bạn cũng rất phải cẩn thận, là Amazon họ đưa ra một thông tin đó là cái việc xóa những cái time to live này á, là nó sẽ trong vòng 48 giờ, có nghĩa là nó có thể delay tới 48 giờ. Là bản chất bây giờ là nó vượt quá 1 phút rồi, nhưng mà hiện tại giả sử Kevin refresh lại cái bảng này đi, nó vẫn còn cái record này, là bởi vì là cái việc delete này nó không delete ngay được, nó cần phải tối đa 48 giờ. Thì có một cái bạn mà bạn ấy làm về cái việc test này trong thực tế, chạy cái scale á, trên Medium á, thì bạn ấy test với 1000 record với expiration này, nó có delay khoảng tầm đâu đó là 13 phút. Còn 100.000 record á, thì nó delay khoảng 28 phút. Thì cái này cũng là một con số mà các bạn có thể hiểu được, là cái việc delay, cái việc mà xóa này đi, nó không thể hiển thị một cách chính xác đúng thời điểm đó, 1 phút đó, 5 phút đó, 15 phút đó là nó sẽ xóa. Nhưng mà nếu với mặt ứng dụng các bạn nếu mà get thời điểm này, nếu mà get Kevin và cái lớp là class là yes, thì nó vẫn hiển thị ra nha. Nó vẫn hiển thị cái này ra chứ nó không phải là xóa đâu, có thể nha. Vậy thì cái việc này á, để giải quyết như nào ấy, thì thông thường trong ứng dụng các bạn đã có cái bài về filter expression này, đúng không? Thì các bạn có thể filter những cái item nào trả về mà cái expiration time này, tại vì mình sẽ nhận được cái expiration time này, mình sẽ biết được là nó bị quá hay chưa. Thì cái này hoàn toàn dễ ha. Thì đó là cái trick để các bạn có thể làm được cái mà kiểu như là quản lý section này, time out này, time to live trên cái DynamoDB table ha. Cảm ơn các bạn theo dõi, thì hy vọng qua bài này thì các bạn cũng hiểu được cái time to live mà như thế nào. Thì hiện tại cái này là nó đã expire, nhưng mà cái việc này có thể bị delay một số lượng thời gian nào đó. Việc mà xử lý những cái record kiểu này là các bạn cần phải xử lý ở mặt application ha. Khi mà viết cái câu luận query thì nhớ filter những cái item nào bị quá hạn nữa ha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những cái bài tiếp theo về Amazon DynamoDB.